một dĩa ra bốn chục không đi. Hello, anh Dương mới chào các bạn. Hôm nay là món bún bò Huế nha. Một dĩa giá chục không nữa. Rồi, bún bò Huế này. Đây là suất đặc biệt. Bún bò Huế đặc biệt. Đây là bún chục ở đây, đã bún chục ở đây. Giá chục bên kia. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Thank you. And bye bye. Ngon không các bạn?